Xin chào quý phụ huynh và các con thân mến. Xin gửi tới quý phụ huynh và các con bài thơ Bến Cảng Hải Phòng của tác giả Nguyễn Hồng Kiên, nằm trong chủ đề Hải Phòng quê em mà các con được học tại trường. Phụ huynh hãy đọc cho các con nghe và dạy con bài thơ này nhé. Chúc các con và phụ huynh có những giờ đọc thơ thật nhiều niềm vui. Bài thơ Bến Cảng Hải Phòng. Em ra thăm bến cảng, thăm chú ở hải quân. Lúc trời vừa hừng sáng, sương sớm đang tan dần. Giữa mặt nước mênh mông, tàu hải quân ta đó xếp hàng nối đuôi nhau, trông như từng dãy phố. Khi mặt trời lên tỏ, nước xanh chuyển màu hồng, cờ trên tàu như lửa, bừng sáng cả mặt sông. Bài thơ Bến Cảng Hải Phòng đến đây là kết thúc. Kính chúc quý phụ huynh và các con nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.